bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Shin Dino. Ok các bạn, đây là bộ 4 nhân vật của mình. Ok, để xem đây là những bạn khủng long nào nha các bạn. Let's go, do it. Giờ mình sẽ mở ra. Ok, wow, nhìn đây các bạn. Wow, một bảng màu tím. Wow, một cái máy khoan. Ủa, một cục kẹo và một bảng gấu. Một kẹo kẹo chút và chút. Ủa, có bảng đồ nữa các bạn ơi. Một bảng khủng long. Một bảng khủng long nữa. Và một bảng khủng long. Wow, vậy là có 4 bảng khủng long. Trong này vẫn còn thêm một cái đồ mở bằng tay và một cái bảng đồ. Giờ mình sẽ mở cái bảng đồ này ra trước đây để xem đây là cái gì. Oh, wow, nhìn nè các bạn. Wow, đây là một cái thảm các bạn ơi. Một cái thảm mà có cái bản đồ khủng long và núi lửa này nè các bạn. Wow, rất là lớn các bạn. Cái thảm này cũng tương đối lớn nha. Wow, nó có một bản đồ, ở đây có một bạn khủng long cổ dài. Wow, khủng long đuôi búa. Wow, khủng long raptor. Khủng long ba sừng. Khủng long amagasaurus. Wow, ý, khủng long bạo chúa này các bạn ơi. Wow, 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 wow. Và núi lửa, đặc biệt là núi lửa và spinosaurus. Wow, Demetrodon nữa nè. Wow, rất là nhiều bạn khủng long ở đây luôn. Các bạn, mình đã để cái thảm sang một bên rồi vì nó khá là yếu ớt, cho nên mình đã để sang một bên. Còn đây mình sẽ quay trở lại với 4 bạn khủng long của chúng ta. Wow, và một bạn, cái này là gì đây ta? Mỗi con lật đật các bạn ơi. Mỗi con lật đật hình con gấu này, mình có thể búng như thế này. Bạn ngã đi bạn ơi, ngã đi. Không ngã bạn ơi. Mắc cười ha. Đây là một cái khoang tay. Một cái khoang tay dùng để mở mấy bạn khủng long này ra nè. Đó, một cái khoang tay nha, mình sẽ để sang bên luôn. Và đây là cái khoang điện. Ồ, cái khoang điện này thì mình có thể sử dụng nếu mà mình mở bằng cái này đó bạn. Mỏi tay quá. Ôi, mỏi tay quá. Mình sẽ sử dụng cái khoang điện này. Hay chưa? Ok, ở cái khoang điện này thì nó sẽ có hai cái đầu như thế này để cho mình có thể thay đổi được nha. Một cái đầu là một chiều và một cái đầu là hai chiều nha các bạn. Đây, cái đầu hai chiều. Đó, gọi là lục giác các bạn. Ok, bây giờ cái khoang điện, để xem cái khoang điện có pin không ta. Có pin. Bấm thử các bạn. Ủa. Đó có pin gì đâu anh ơi. Có thấy chạy gì đâu, có pin. Ủa kỳ vậy. À, thật chứ là nó không có pin các bạn. Không sao cả, mình đã bỏ cục pin vào, hai cục pin nha các bạn. Nó là pin 1.5V mà cái cục mà loại là dài dài bằng cục bằng cái này nè các bạn. Đó, mà nhỏ nhỏ như thế này. Ok, thì mình sẽ gắn cái đầu lục giác vào trước đi các bạn, để mình xem thử coi là các bạn nào sẽ mở được nhanh hơn nha. Đó, ở đây nó có hai chế độ. Một cái chế độ xoay ngược lại, xoay theo chiều kim đồng hồ. Và một cái chế độ quay ngược lên, ngược lại cái chiều kim đồng hồ nha các bạn. Khoan điện. Bây giờ mình sẽ chọn bạn nào trước đây. Ok, mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Đây là bạn khủng long ba sừng Triceratops. Thì các bạn này cũng tương đối nhẹ các bạn. Nhẹ hiu à. Bạn này cũng khá là tức cười, các bạn nhìn xem nè. Đó. Ô, sao nó bị hở ra đây vậy? Bóp lại các bạn. Toàn, đó, dính lại các bạn. Đó, nó là những cái khớp để chúng ta có thể bóp lại. Sao cái chân nó hơi bị lỏng lẻo này các bạn. Đó, như thế này. Đấy, ở dưới này có 4 cái bánh xe. Thì mình xem bạn này có thể chạy được nha. Hello. Tôi là khủng long ba sừng đây. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái khoang điện của mình và mình sẽ mở thử một cái chân xem như thế nào nha. Ok các bạn, mở thử nào. Đây, mình gắn vào đây. Mở thử các bạn ơi. Con có thể hoạt động nha. Ô, chặt quá rồi. Bấm ngược lại các bạn ơi. Nó dặn theo cái chiều này, khi mà mình các bạn bấm như vậy mới nghe rốc, là có nghĩa là nó đã siết rất là cứng rồi. Rồi mình bấm ngược lại để mở ra này các bạn. Rồi mình gắn ngay lại nha. Ê, anh ơi, đừng có chạy. Rồi bấm ngược lại. Ô. À. Ra nè các bạn. Nè. Ta là rồi mình sẽ tháo rời tất cả các bạn cái chân của bạn này ra luôn. Cẩn thận mấy con ốc nha các bạn. Mấy con ốc nó rớt mất là hơi căng đó. Mình không có ốc sơ cua để mà mình để mà mình gắn lại đó các bạn. Ghê chưa. Rồi bây giờ thêm một cái chân nữa nè các bạn. Hơi cồng kềnh xíu các bạn ơi. Lần đầu. Ok. Ow. Nãy bấm lộn hoài luôn các bạn. Nó có hai chế độ bấm ngược hoài luôn. Ôi. Cứng quá vậy anh ơi. Không ra luôn các bạn ơi. Cái này nó theo chiều nào vậy ta? Có gì đó sai sai các bạn ơi. Sao kỳ vậy? Có ai đó giúp mình đi. Chỉ mình coi sao bị gì á.
Rồi bị kẹt nữa bạn ơi. Oh no. Kẹt các bạn ơi. Trong trường hợp như vậy chúng ta phải sử dụng đến cái khoang tay này. Ok. Thì cái khoang tay này của mình sẽ có nhiệm vụ như thế này. Tan 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 tan. Nếu mà xài điện không được, hết điện, cúp điện hay gì đó, thì mình sẽ sử dụng tôi bằng tay. Mình sử dụng bàn tay vẫn mở ra được nè các bạn. Thấy chưa? Ok, rất là hay đúng không? Đây, mình cho xoay ngược lại kiểu cái đồng hồ. Thế là xong. Wow, khoang điện thì cũng lúc có lúc hết điện chứ đúng không các bạn? Bốn cái chân. Wow, vậy là bạn khủng long ba sừng của mình đã bị gỡ ra rồi các bạn ơi. Thật là tội nghiệp. Anh ơi, gắn lại cho em đi, gắn lại giùm em đi. Ok, mình sẽ gắn lại với em bây giờ. Xong các bạn. Mình đã cho bạn khủng long ba sừng của mình đã trở lại vị trí ban đầu. Ok, chạy ra anh ơi. Chạy ra luôn nữa. Wow, xịn lắm nha. Ok, khá là cứng cáp và khá là dễ thương luôn các bạn. Những bạn nhỏ có thể chơi cái bộ này rất là ok nha. Ok, còn đây là bạn khủng long cổ dài của mình, một phiên bản màu hồng. Ok, nhìn cũng khá là hay và khá là đẹp nha các bạn. Phiên bản cổ dài thì các bạn xem nè, thân hình thì tương đương với nhau, chỉ khác cái cổ và cái sừng thôi. Ok, đây là hai bạn khủng long của mình, một bạn ba sừng, một bạn cổ dài. Chưa hết, ở đây mình có một bạn khủng long bay. Bạn này là Pteranodon nha các bạn, một bạn khủng long bay Pteranodon của dòng Torosso. Giống như hai bạn này cũng đều có bốn cái bánh xe ở dưới. Và đây là bạn Giganotosaurus. Phiên bản baby thôi các bạn ơi. Phiên bản này là phiên bản khá là dễ thương. Các bạn có thể thấy được bạn này cũng khá là chững chãi đúng không các bạn. Đứng cũng rất là ok nè, xoay 360 độ thử các bạn. Ghê chưa. Còn đây là các bạn lật đật mà gấu nè các bạn. Gấu gì đây? Gấu gì không biết luôn. Mình không biết con gấu gì luôn. Để các bạn trợ giúp mình nha. Ok. Đó, đây là bốn bạn khủng long cho cái bộ sưu tập hôm nay của mình. Bộ sưu tập này gồm có thêm những cái thành phần dùng để mở ra và lắp lại nha các bạn. Chiu chiu. Một cái khoang điện siêu to khổng lồ. Ok. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn một like và một subscribe cho kênh của mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Bây giờ mình sẽ đi ăn cái cục kẹo chút ba chút này thôi. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại và là Sim Dino. Và đây các bạn, một cái hộp khủng long mới cùng với mình unbox xem đây là những bạn khủng long nào nha. Ok, cắt ra nè các bạn. Đây. Wow, có bốn bạn khủng long trong cái túi này các bạn. Đây, đây là hướng dẫn lắp ghép nè các bạn. Wow, đây là những bạn khủng long của chúng ta, là những bạn khủng long lắp ghép các bạn ơi. Wow. Wow, một cái vít rất là to nè các bạn. Rồi xong. Rồi, nhân vật đầu tiên của mình đây các bạn là một bạn khủng long bạo chúa. Mình đã lựa bạn khủng long bạo chúa đầu tiên các bạn. Và đây mình xin giới thiệu bạn khủng long bạo chúa chúng ta. Wow, màu sắc rất là đẹp các bạn. Wow, và bạn này có một chút thông tin nho nhỏ về bạn này, đó là cái bạn khủng long bạo chúa T-Rex thì có những cái răng rất là nhỏ nè bạn, sắc bén và nhiều nha các bạn. Và răng cực kỳ là cứng cáp cũng như là sắc bén luôn nha các bạn. Ok, rồi đây mình sẽ bắt đầu lắp ráp bạn này nha các bạn. Đây, mình sẽ mở bọc ra các bạn ơi. Wow, nó có hai cái túi này lận ta. Ủa, có gì đó sai không ta? Nope. Có phải của người khác không vậy? Ok, mình để hai cái túi sang bên nè. Rồi, bắt đầu mình lấy từng thành phần ra các bạn. Đây. Wow, nhiều lắm nha các bạn. Rất nhiều thành phần để chúng ta lắp ghép lại các bạn ơi. Đó. Sắp để các bạn thấy. Wow, nhiều lắm các bạn ơi. Wow. Còn nữa đó các bạn. Trời ơi, vậy là cái bạn bạo chúa chúng ta là bạn khủng long cỡ lớn các bạn ơi. Đây, cái đầu vặn nữa nè. Wow. Rồi, cái đuôi và cái tay xong. Đây. Đó, đây chính là toàn bộ những cái thành phần mà các bạn khủng long bạo chúa của chúng ta sẽ lắp ráp lại nè các bạn. Let's go.
Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp cái nào trước đây ta? Đây là hình như là hai cái đầu đó các bạn. Đây, đây là cái đầu. Cái đầu. Rồi mình sẽ coi thử trước cho các bạn. Mình chỉ gắn sơ sơ thôi nha, đừng gắn chặt quá nha các bạn. Tới lúc mà mình còn phải gắn cái cổ vô nè. Chỗ này chắc chắn phải gắn cái cổ vô nè. Sau đó mình sẽ siết ốc lại nè các bạn. Đó, là cái phần đầu. Rồi cái phần body. Body nè các bạn. Đây, phần body. Đó, mình cũng phải gắn sơ sơ thôi các bạn, đừng gắn chặt quá nha. Đây đó, phần body. Đó, thấy chưa? Phần body nè. Mình sẽ phải phân biệt được là cái phần đầu là nằm ở đâu và phần đuôi nằm ở đâu. Rồi ok. Đó, phần body. Rồi, phần đuôi nè các bạn. Đây là phần đuôi. Rồi. Đó, gắn sơ vậy thôi các bạn. Ok. Rồi, một phần đuôi. Rồi tiếp tục, cái này là gì đây ta? À, đây là cái miệng đó các bạn ơi. Cái miệng nè. À, một nửa của cái miệng nè các bạn. Đây, nó như thế này nè. Rồi, vậy là mình phải gắn vô vậy các bạn. Oh, 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 oh. Yes. Đó, như thế này các bạn. Hey. Ok. Rồi, vậy là mình đã hiểu được cái nguyên lý của nó rồi các bạn. Đó, rồi mình chỉ có nhiệm vụ là gắn lại là xong. Ok, hay ha. Chân nè các bạn, cái chân. Đây là cái chân. À, cái chân. Rồi bạn, bây giờ mình bắt đầu gắn cái phần đầu vô đi các bạn. Chúa của mình. Wow, nhìn rất là đẹp đó các bạn. Wow, nhìn cái này, cái miệng có thể há ra đó các bạn. Nó có một cái khớp miệng có thể di chuyển được các bạn. Thậm chí là cái cổ cũng có thể di chuyển lên xuống nè. Đó, phần tay cũng có thể di chuyển được nha các bạn. Và phần chân, thậm chí là cái phần đuôi có thể lắc lư như thế này. Đó. Và phần chân có thể bước đi nữa các bạn. Đó, bước đi vô chuyên nghiệp đó các bạn. Bam 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 như vậy. Wow. Đó các bạn thấy không? Một bạn khủng long bạo chúa có kích thước lớn này các bạn và được lắp ráp lại rất tỉ mỉ và cứng cáp luôn. Đồng thời, khuôn mặt của bạn này và màu sắc cũng rất là đẹp và rất là chân thật luôn các bạn ơi. Wow, yes, để xem cái sao. Rồi, tiếp theo là các bạn khủng long cổ dài này của mình các bạn. Tương tự như các bạn T-Rex thì các bạn khủng long cổ dài là một bạn khủng long một cái cổ rất là dài luôn đó các bạn. Dài tương tự như cái cổ của con hươu cao cổ các bạn, giraffe á. Đó, thấy chưa? Là một bạn khủng long ăn cỏ luôn các bạn. Thì đây chính là bạn ấy. Đứng lên nào anh ơi. Ăn cỏ nào. Ngon quá. Đó các bạn. Đây là các bạn khủng long cổ dài của mình. Wow, màu sắc cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Và cực kỳ dễ thương luôn. Hello T-Rex, chơi chung với nhau không? Tiếp theo, chúng ta có một bạn khủng long Saurolophus các bạn. Đó, đây là chính là bạn Parasaurolophus đó các bạn. Đó, bạn khủng long mà thổi càn nè. Đó, thì đây là một bạn khủng long mà có cái càng to lớn như thế này các bạn. Và có khả năng phát ra cái âm thanh từ cái càng này. Wow, và chạy rất là nhanh. Cũng là một bạn khủng long ăn cỏ nha các bạn. Rồi, mình sẽ lấy cái bạn khủng long Parasaurolophus ra. Đó các bạn, chạy nhanh lắm. Đó, nhanh chưa? Wow, rất là nhanh luôn các bạn. Và cực kỳ dễ thương này. Bạn ấy đang cười rất là vui vẻ luôn các bạn. Sau khi được chơi cho được lắp ráp lại này các bạn. Wow, đây là chọn bạn 360 độ của bạn này. Wow, với cái càng to lớn như thế này thổi càng rất là giỏi luôn nha anh ơi. Quẩy nào anh em ơi. Đẹp chưa? Và cuối cùng, nhân vật của chúng ta chính là bạn Triceratops. Là một bạn khủng long có kích thước nặng nè các bạn. Lớn nè. Đó, và đặc biệt nó có một cái khiên ở trên đầu như thế này. Đó, và có ba cái sừng dùng để tự vệ các bạn. Wow, nó giống cái sừng của nó giống như cái sừng của một con tê giác nha các bạn. Đó, và đây. Hello, hello. Ai nhắc đến tôi vậy? Đây, đây là cái khiên của tôi. Còn đây là ba cái sừng của tôi đây. Tôi có ba cái sừng nên mọi người gọi tôi là Triceratops. Vui quá anh ơi.
chơi chung với nhau không? Hey you, hey you, bắt đuôi nào. Wiu wiu wiu. Hey you. Wow, xin chào các bạn. Oh, đây là bộ 4 nhân vật trong cái bộ sưu tập lắp khủng long lắp ráp hôm nay của mình các bạn. Wow, rất là đẹp nha các bạn. Từ trái qua phải là bạn T-Rex nè, Brachiosaurus, Brachiosaurus và Triceratops các bạn. Wow, đây là những bạn khủng long rất là đẹp. Wow, và rất là dễ thương luôn. Mỗi bạn đều có một khả năng đặc biệt riêng của mình và có khả năng ăn thịt lẫn ăn cỏ khác nhau vậy các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn một like và một subscribe, đồng thời hãy chia sẻ mạnh mẽ video này nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình đã quay trở lại và đã quay trở lại với series khủng long lắp ráp của mình. Ok, thì đây là hai cái túi khủng long lắp ráp, thì nó có hai loại, hai dạng khác nhau các bạn. Một loại là tương đối là rẻ tiền, còn một loại là cũng hơi rẻ tiền luôn. Ok, cái bộ này thì ai cũng có thể mua về chơi được hết các bạn ơi. Và đặc biệt khủng long của chúng ta rất dễ lắp ráp và có thể cho biến thành đột biến nữa nha các bạn, nếu mình thích. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái túi nhỏ này trước đi các bạn. Cái túi nhỏ thì nó cũng rất là dễ lắp ráp các bạn, mình cứ mở ra thôi. Ok, thì họ lắp ráp sẵn là mình chỉ có thể thích thì mình thay đổi, còn mình không thích thì mình cứ để nguyên như vậy thôi các bạn. Ok, khá đơn giản. Thì mình sẽ lấy đạn đầu tiên ra. Thì đây là các bạn T-Rex của mình. Wow, mình lấy ngẫu nhiên mà tự nhiên ra các bạn T-Rex luôn các bạn ơi. Ok, thì các bạn T-Rex chúng ta có thể cử động đuôi nè, cổ nè, tay nè. Tay thì nó hơi cứng các bạn ơi, mình chỉ cần mở ốc ra là được ha. Tay nó hơi cứng như chân cũng có thể giữ trọng được nha. Ok, thì nó kêu luôn các bạn. Chưa? Ok, ok chưa? Ok, đầu tiên là bạn T-Rex của mình. Wow, và các bạn T-Rex này thì có nhiều màu khác nhau các bạn. Đầu tiên là cái màu xanh biển này các bạn, cái đó là màu xanh lá mạ nè, rồi xanh đỏ nè các bạn ơi, rồi màu nâu đất và màu xanh nữa. Wow, vậy là bạn này có rất là nhiều màu nha các bạn. Tiếp tục là các bạn khủng long ba sừng, trời sớt tóp. Ủa đâu phải con trời sớt tóp đó các bạn ơi. Nope. Bạn này chỉ có hai cái sừng thôi. Bạn này bạn Rhinoceratops các bạn ơi. Ồ, chỉ có hai cái sừng thôi. Thì đây, các bạn để ý cái bạn này, 360 độ của bạn này cũng khá là đẹp các bạn. Và rất là dễ chơi. Cái bộ này, bốn bạn này thì mình mua chỉ có 60,000 à. Ok, khá là rẻ tiền luôn. Ok nha, đó, Rhinoceratops và T-Rex. Ok, còn hai bạn còn lại các bạn. Thì thêm một bạn khủng long bạo chúa khác nữa các bạn ơi. Nhưng mà phiên bản cái màu này nó là màu đỏ, màu xanh và màu xanh. Đó, cũng khá là đẹp chứ các bạn. Ô, vậy là mình có bộ đôi khủng long bạo chúa T-Rex phiên bản lắp ráp này các bạn ơi. Đó, và một bạn khủng long Ceratops nữa trong dòng trời Ceratops các bạn ơi. Ô, vậy là mình có hai bạn Ceratops và trời Ceratops nè. Bạn Rhino Ceratops và hai bạn T-Rex. Wow, khá đẹp các bạn, mình để cho các bạn xem nè. Đây, 360 độ, để gần này nha. Rồi, còn đây là cái tua vít. Cái tua vít của cái bộ này cũng khá là đơn giản. Mình có thể, nó hơi nhỏ bạn, cái đầu mình thấy nó hơi nhỏ cái đầu nè. Cái đầu hơi nhỏ, mình chọc vô cái con ốc thì mình thấy nó lệch chút xíu rồi, thấy không? Đó, nhưng mà mình vẫn xây được các bạn ơi. Vẫn mở ra rắn vô, ok nha các bạn. Đó, ok, cool chưa? Rồi bây giờ mình thử thay đổi cái đầu của các bạn T-Rex qua cái đầu của bạn trời sớt tóp thử các bạn. Đây các bạn, hai cái đầu thì mình đã gỡ hai cái đầu của bạn trời sớt tóp ra nè các bạn, và cái đầu của bạn T-Rex ra. Đó, thì đây là hai phần body của hai bạn này. Ok, khá đơn giản các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đổi đầu nha. Wow, wow, một bạn khủng long đột biến, hai bạn khủng long đột biến luôn các bạn ơi. Wow, vô nơi sao không vô ta, cái này không vô bạn ơi. Này nó còn bị hở ra chút nè. Chắc cái đầu của bạn trời sớt tóp nó bự hơn cái đầu của các bạn T-Rex bạn ơi. Cái cỏ á, phần cỏ nó bự hơn. Vậy là mình đã có hai bạn khủng long đột biến nè. Vậy là bốn bạn khủng long lắp ráp, là tổng cộng 8 bạn các bạn. Đó. Rồi mở ra các bạn. Thì mình thấy cái bộ này nó lớn hơn chút xíu so với bạn lắp ráp trước của mình, thì nó cũng nhỏ hơn nhưng mà cũng vừa vừa. Ai út mà. Đấy các bạn. Thì cái bộ lắp ráp này nhìn cũng khá là tức cười các bạn. Tuy nhỏ nhưng mà cái màu sắc thì nó hơi ủng ỉm các bạn ơi, nó hơi bị lem một chút xíu nè, do mấy cái shop này họ sơn nhanh quá hay sao các bạn ơi. Bruh. Chạy doanh số hay sao các bạn ơi. Đây, trong này nó còn ba con ốc bị rớt ra các bạn, và một cái tua vít. Đây, ba con ốc bị rớt ra, một cái tua vít. Bây giờ mình sẽ lắp mấy con ốc lại các bạn. Mình phải chọn từng bạn để review cho các bạn trước chứ hả, đúng không? Ok, thì đây là một bạn khủng long bạo chúa của mình. Wow, cái bạo chúa phiên bản màu này thì nó hơi tối màu các bạn. Nếu mà chúng ta nên chơi cái bộ mà sáng màu thì nhìn nó sẽ sặc sỡ và đẹp hơn, phải không? Mà mình chơi nó dễ hơn. Thì ở đây mình thấy một ốc ở chỗ cổ này, không? Ok,
lát xíu nữa mình chơi đổi đầu các bạn, cho thằng Dũng nó đột biến. Ok, đây là bạn T-Rex của mình đầu tiên nha. Rồi tiếp đến là cái bạn khủng long này. Bạn khủng long này là khủng long gai các bạn ơi, Stegosaurus mà phiên bản mini các bạn ơi. Chỉ có hai cái gai ở phần đuôi thôi, một cái trên một cái dưới nè. Hai cái gai bên hông thì không thấy nha. Rồi còn cái đây nè, cái miệng có thể há ra được như thế này các bạn. Đó, cái cổ cũng lắc lư được nè. Và phần gai rất là đẹp. Ok, những cái chân thì có thể di chuyển rất là ổn áp và ok luôn. Lát nữa mình sẽ cho đột biến. Ok, rồi cái đó là các bạn khủng long cổ dài này của mình. Đây là các bạn khủng long Brachiosaurus, cũng có thể quẩy đuôi rất là ok luôn. Và cái cổ lắc lư, cái miệng cũng có thể hả ra to, rất là to các bạn. Đó, màu sắc cũng rất là đẹp mà mình có thể di chuyển được những cái chân rất là ok, ổn áp nha. Tuy nhỏ nhưng mà rất là cảm võ luôn các bạn. Còn đây là bạn sừng của mình, thiếu một con ốc ở phần miệng nè. Đây, cái miệng khép lại, hả ra. Đó, cái cổ lắc lư nè các bạn. Đó, quẩy, cái đuôi cũng quẩy được nha. Rồi, trên lưng nó có một cái lớp gai nhỏ nhỏ. Ok. À, phần đuôi cũng có một lớp gai nhỏ nhỏ luôn. Ok, rất là đẹp. Đây là bộ 4 bạn khủng long trong cái bộ lắp ráp cỡ lớn. Bây giờ mình sẽ cho tiến hành đột biến, lai tạo mấy bạn khủng long này lại với nhau. Rồi các bạn, mình đã gỡ xong. Bây giờ mình sẽ cho đầu của các bạn chạy sát tớp vào cái thân của bạn T-Rex đi các bạn. Lại là một tác phẩm mới của anh Shin Dino nữa bạn ơi. Tao không biết lần này có tác dụng không nữa, chứ mình thấy nó hơi sai rồi đó. Thấy nó sai các bạn ơi. Rồi bắt đầu miếng nó vô nữa nè. Nãy mình ghép cái thân của ba sừng vô bạo chúa cũng không được các bạn ơi. Giờ lần này mình ghép miếng có được không nữa nè. Thấy cũng hơi khó rồi đó nha. Ủa nó không ngay các bạn ơi, nhìn nó ngay nó mới vô rồi sao á. Rồi xong. Khủng long bạo chúa. Khủng long bạo chúa này, phiên bản này mình đọc tên không biết sao bạn ơi. Bạn hai bạn đột biến nè. Đó, cái thân là cái thân của bạn T-Rex và cái đầu của bạn chạy sơ top. Và cái thân của chạy sơ top và cái đầu T-Rex đây bạn. Đó, rất là xịn luôn. Đó, hai phiên bản này lắp ráp mình có thể chế tạo ra và cho mấy bạn này lai tạo để ra được những cái bạn khủng long đột biến các bạn ơi. Wow, cool chưa? Wow, hãy nhìn lại dàn khủng long lắp ráp mới của mình. Wow, đây là 4 bạn khủng long lắp ráp cỡ nhỏ và 4 bạn khủng long cỡ bơ. Ok, rất là đẹp các bạn, trong một khu hình luôn các bạn. Và đặc biệt những cái bạn lắp ráp là chúng ta có thể thay đổi kết cấu và tạo ra mấy bạn này thành những bạn khủng long đột biến. Bằng cách lai tạo giữa cái phần thân và cái phần đầu, thậm chí là phần tay chân và đuôi đều có thể làm được nha các bạn. Nhưng mà mình chỉ làm ngắn gọn để cho các bạn có thể thấy được, hình dung được là cách chúng ta lắp ráp những cái bạn khủng long này như thế nào luôn. Wow, rất là cool và rất là dễ chơi luôn các bạn. Ok, nếu các bạn thích video này của mình, hãy nhấn một like cho mình và một subscribe để mình có thêm động lực làm những video mới nữa nha các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 16 giờ trên YouTube và TikTok nha các bạn. Bye bye. Biến thành một con đột biến luôn các bạn ơi. Rồi xong luôn. Oh no. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Shin Dino trên tất cả các nền tảng TikTok và Facebook lẫn YouTube đây các bạn. Ok, thì cái kênh của mình nó đã sắp đạt được cái nút bạc rồi các bạn ơi. Chỉ còn vài chục ngàn sub nữa thôi. Ok, nếu các bạn thấy thích những cái video của mình, hãy nhấn sub cho mình để mình đạt được cái nút bạc nha các bạn. Ok, thì trong cái video hôm nay mình sẽ unbox một cái hộp đồ chơi 4 trong 1 như thế này các bạn. Đây, nó là có bảng 4 bạn khủng long khác nhau. Ok nha. Và đặc biệt, 4 bạn này có thể hợp thể thành một bạn khủng long khổng lồ, siêu dài, siêu khủng. Ok nha. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra các bạn. Thì đây, đây là một sản phẩm của Dan Paule. Đây các bạn, đây cái tên của nó là Dan Paule nè các bạn. Mình không biết đọc tiếng Hoa nó sẽ như thế nào các bạn ơi. Trời ơi, giờ này mình yếu tiếng Hoa các bạn ơi. Thực chất mình có biết tiếng Hoa là gì đâu. Ok các bạn, thì trong này nó có cái những cái mảnh ghép. Những cái mảnh ghép này thì nó là những cái puzzle để chúng ta có thể ráp lại thành một cái dãy núi này các bạn. Đây, một cái dãy núi nè. Một cái hình tượng 3D các bạn. Ok nha, lát nữa mình sẽ ráp lại cho các bạn xem. Rồi đây là cái hướng dẫn. Thì ở trong cái hướng dẫn này nó là phiên bản tiếng Hoa các bạn ơi. Thì hướng dẫn lắp ráp. Rồi
mấy cái bạn khủng long này như thế nào. Đầu tiên là các bạn gì đây, bà quán lón nè các bạn. Nope. Bà quán lón là Tyrannosaurus Rex nè các bạn. Đó. Mình đọc tiếng Hoa luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục nè. Dĩ lọn. Dĩ lọn. Pterosaur nè các bạn. Rồi tiếp tục nè các bạn. Sẻn chảo lọn. Đó, chảo sớt tóc các bạn. Và quảng lọn. Brachiosaurus các bạn ơi. Đó, hay chưa? Ồ, mình biết tiếng Hoa luôn bạn ơi. Oh no, anh xin cái đầu cũng hay dữ anh. Mình đọc đại bạn biết đúng sai bạn ơi. Bạn, đây là các thành phần của mấy bạn khủng long trong cái hộp khủng long 4 trong 1 này của mình. Thì mình sẽ lấy từng thành phần ra để cho các bạn xem và sắp xuống cho bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ chọn bạn màu yêu thích của mình. Đó là bạn khủng long bạo chúa màu đỏ này đi. Ok. Thì các bạn màu đỏ chúng ta sẽ ráp như thế này các bạn. Đây, đây là cái phần cổ và đây là phần đầu nè. Phiên bản này mình nghĩ là có âm thanh này các bạn. Đây, ok nha, rất là đẹp luôn. Vậy là mình đã ráp thành công một bạn khủng long bạo chúa rất là dễ thương đây của mình luôn. Và mình sẽ cho bạn này phát ra âm thanh cái đã. Ta-da. Rồi, phát ra âm thanh ở đâu anh ơi? Đây, âm thanh pin. Rồi, bấm vào đây. Bấm. Ủa, được vậy? Có nhắc vậy? Anh ơi! Cái gì vậy? Hey, what happened? Wow! Có nhạc nữa các bạn ơi! Wow, bạn khủng long có thể đang rất là vui vẻ. Wow, đây là bạn khủng long bạo chúa T-Rex của mình. Wow, một phiên bản rất là đẹp các bạn nhìn xem nè. Bạn này có thể nói được ba cái giai điệu nha các bạn. Một cái giai điệu là nhạc nè, một cái giai điệu là đang cười, một cái giai điệu là tiếng hoa, nghĩa là nói về bạn khủng long dễ thương của chúng ta, đó là bạn khủng long bạo chúa này các bạn. Đó, ở dưới này có bánh xe. Đây, mình sẽ cho bạn này di chuyển nè các bạn ơi. Về sang bên. Từ từ thôi nha. Rồi, ok. Nhảy nào anh ơi, quẩy nào. Nhân vật tiếp theo của mình là một bạn khủng long ba sừng Triceratops các bạn ơi. Oh yes, đó, phần đầu nè. Cool chưa? Chân, thì bạn này có 4 chân nha các bạn. Thì các bạn để ý cái chân. Đây. Chân. Gắn mà nó vô đúng vị trí là ok các bạn ơi. Ủa đúng ta? Thấy đúng ta, cái này 2, cái này 3. Này ba, này hai, rồi ok. Hai cái chân bự bự thì nó sẽ sao hai chân nhỏ lên phía trước các bạn. Rồi, tiếp phần đuôi. Ok. Tay nào. Vượt luôn, vượt đuổi đi. Khủng long bạo chúa đuổi theo tí. Ô ba sừng. Tí đuổi theo ba sừng. Ba sừng đuổi theo tí đó. Hai đứa đuổi nhau. Cool thực sự luôn. Rồi, bạn này âm thanh sẽ như thế nào đây? Nó có một cái công tắc ở đây nè, mình phải bấm vào công tắc này nha các bạn. Nhân vật tiếp theo của mình. Oh yeah, mình sẽ lấy bạn cổ dài đi các bạn ơi. Đây là bạn cổ dài của mình. Ta-da. Khuôn mặt rất là xinh xắn và rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Wow. Và đặc biệt cái cổ rất là dài. Ai nói gì vậy? Hai bạn này nói cái gì vậy? Trên lúc người ta đang ráp khủng long rồi nói chuyện gì vậy? Không nghe được gì trơn vậy? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Oh yes. Ok. Vậy là bạn khủng long cổ dài của mình đã hoàn thành các bạn. Hai bên này xích vô xíu các bạn ơi. Rồi. Cho 360 độ. Cái gì vậy? Rồi bấm nút công tắc các bạn. Đây là thông tin về bạn khủng long cổ dài của mình các bạn ơi. Chạy nè. Có bánh xe chạy rất là nhanh nè các bạn. Chơi khá là vui luôn, cái cậu lắc lư. Cuối cùng trong cái bộ sưu tập này của mình, đó chính là bạn khủng long Pterosaur. Wow, một bạn khủng long bay có kích cỡ cũng tương đối lớn nha các bạn. Wow, màu sắc thì khỏi phải bàn, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nói cái gì vậy? Rồi, rút cái dây nha các bạn. Ok, bấm công tắc. Tôi đến đây. Tôi đến đây, khủng long Pterosaur đây. Rồi. Nói chuyện gì đi anh ơi, nói chuyện gì đi. Ủa không nói chuyện gì hết trơn vậy. Rồi bạn ơi.
đây là bốn bạn khủng long của mình. Wow, phải mình chỉ có hai từ gọi là cool, ngầu và dễ thương. Wow, rất là xịn luôn các bạn ơi. Phải công nhận cái bộ khủng long lắp ráp từ tính này rất là hay và rất là đẹp luôn các bạn. Rồi các bạn, mình cho nó trở về vị trí ban đầu đi. Sau đó mình sẽ, bây giờ mình sẽ cho nó kết hợp lại với nhau. Ba cái thân kết hợp lại với nhau các bạn, để xem kết quả thế như thế nào nha. Nó biến thành một con khủng long đột biến rồi các bạn ơi. Bây giờ mình lấy thêm hai cái tay vô đây nữa các bạn ơi. Giờ biến thành con nào đây? Lấy hai cái chân ráp cho thử coi. Hai cái chân T-Rex đi các bạn ơi. Trời ơi, biến thành một con giống một con rồng quá. Vô luôn anh ơi. Rồi, vô luôn các bạn ơi. Trời ơi, biết là con gì vậy? Đây các bạn, đây. Để mình lấy cái phần này ra. Chiến đấu với lại một con khủng long đột biến nè các bạn. Đó. Đó, 360 độ như một con rồng các bạn ơi. Sợ thử coi nó có ra cái gì không. Không ra gì hết trơn vậy. Ra không anh ơi? Không ra bạn ơi. Chân thì rớt ra nè. Rồi biến thành một con đột biến luôn các bạn ơi. Rồi, rồi xong luôn. Oh no. Rồi, tiếp tục cái phần body này các bạn. Thì mình sẽ gắn phần này vô đây. Trộn mấy cái body của mấy bạn khủng long này lại để ra một bạn khủng long đột biến các bạn ơi. Trời ơi nhìn kìa. Vô. Chiến đấu với nhau đi. Còn dư hai phần này các bạn. Trời ơi đó. Rồi, mình cái đầu mình có thể đổi được các bạn. Bạn, đây là hai cái khu vườn khủng long và hai công viên khủng long mà mình đã ráp lại từ cái giấy 3D các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn đúng không? Đó, bên này có một tảng cây lớn nè, bên này có tảng đá xông xuống các thứ nè các bạn. Rất là đẹp luôn nha. Bây giờ mình cho khủng long chạy vô nào. Về nhà thôi anh em ơi. Vô nhà, vô nhà. Rồi, khủng long bảo chúa vô. À, đã qua, đã qua. Ok, đẹp chưa các bạn? Tiếp tục ba sừng. Ba sừng vô đâu đây, ba sừng ơi. Yahoo. Cho em một chỗ đi anh ơi. Đây, vô đây. Tan. Yahoo. Cool chưa? Đó các bạn, nhìn chưa? Wow, ba sừng khá là vui các bạn. Rồi tiếp tục tổ dài. Em đứng ở đâu đây anh? Anh xin đây nào cho em đứng ở đâu không? Đây, vô đây đi em ơi. Rồi, vô đây đứng nè. Đó. Wow, đẹp chưa các bạn? Một cái khu vườn khủng long mini khá là đẹp luôn. Ủa còn em quên em nữa. Anh quên em thì anh xin đây nào. À, chưa quên đâu em ơi. Bây giờ anh sẽ cho em đứng ở một cái vị trí đặc biệt. Đó là bay. Tại vì em có cánh mà em cứ bay trên không trung cho em đi. Đó, mình cho bốn bạn khủng long đứng vào cái khu vườn, một cái công viên khủng long mini thu nhỏ bằng giấy 3D đã được cắt xé rất là ổn áp. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn không? Wow, bốn bạn khủng long của mình khá là vui vẻ khi được trở về cái vị trí mà mấy các bạn ấy đã được sinh ra và lớn lên. Wow, rất là cool ngầu luôn các bạn ơi. Ok, đây là bốn bạn khủng long mà có thể lắp ráp bằng 500 của mình, có thể phát ra âm thanh rất là hay và rất là vui luôn các bạn. Nếu các bạn thích video này của mình, hãy nhấn một like cho mình và một subscribe để mình có thêm động lực làm những video mới hơn nữa. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Shin Dino. Đây các bạn, đây là cái bộ sưu tập về khủng long lắp ráp mới của mình mà là phiên bản Dinosaur Planet. Đó có dòng chữ là Best for Early Education nè các bạn. Đó. Đây là một phiên bản khủng long lắp ghép với lại 6 bạn khủng long và 4 bạn khủng long cỡ lớn khác các bạn ơi. Đó, mình đã lấy ra các bạn. Thì cái hướng dẫn sử dụng này, nếu các bạn đã xem những video trước của mình thì có một vài video mình cũng đã hướng dẫn tương tự các bạn. Thì đây là những mảnh lắp ghép của các bạn khủng long mà mình đã trong cái hộp của mình. Đó. Và đây, đó, đây là 4 bạn khác nè các bạn. Đó, và sau là có 4 bạn khác nữa. Ok, vậy là 8 bạn nữa các bạn ơi. Nhưng mà phiên bản này đặc biệt một chút xíu là phiên bản này có âm thanh nha các bạn, có đèn phát sáng nè, các bạn cỡ lớn và các bạn tí đất của mình. Và đặc biệt mình sẽ không xài cái khoang bay bình thường nữa, mình sử dụng cái khoang điện bảo chúa này các bạn ơi. Cool lắm nha. Ok xong, đây mình đã lắp pin vào cho khoang điện khủng long bảo chúa này của mình. Thử mòn anh em. Đó là chiều xoay bình thường. Đó, hai chiều các bạn. Đây là khoang hai chiều, một chiều xoay bình thường, một chiều xoay ngược lại nha. Ok,
Bây giờ mình sẽ chọn bạn khủng long nào để lắp ráp trước đây ta? Đây, mình chọn các bạn to nhất này đi các bạn ơi. Oh, khủng long bạo chúa các bạn. Oh no, yeah. Ok, khủng long bạo chúa, mình sẽ lắp ráp khủng long bạo chúa trước các bạn ơi. Wow, mà cái phiên bản này hình như là có pin đấy các bạn ơi. Mình thấy có đèn sáng sáng nè, trong cái hộp nó giới thiệu mình đó bạn. Thì đây là những thành phần của bạn này. Đây, để mình lắp ra các bạn. Đuôi này, chân này, đây, đầu, là, chân, cái nữa, body. Rồi, đây là những thành phần của các bạn bảo chúa của mình. Đầu tiên là cái phần body, mình thấy khá là to lớn ở đây nè các bạn. Wow, ở phần này hình như phải có pin, mình phải bỏ hai cục pin này vô. Đây, chính là hai cục pin 3B này các bạn. Rồi, ok, ở đây có một cái công tắc nè. Rồi, gắn chân vô hay gắn đầu trước các bạn ơi. Gắn cái đầu trước đi ha. Đây, cái đầu. Ta-da. Ok, mình sẽ gắn cái đầu trước đi các bạn. Đây, rồi, máy khoan. Ta-da. Ok, cool. Ok các bạn, đó, đây là các bạn khủng long bạo chúa của mình được lắp ráp từ một những cái bộ bắp bít này các bạn. Và đây là 360 độ các bạn này, đó các bạn thấy không? Đôi mắt rất là dữ tợn luôn nè. Wow, cái miệng nó đang hả ra như thế này. Wow, ở dưới phía chân nó có ba cái bánh xe như thế này để cho bạn này có thể di chuyển được, bước đi tầm. Và cái tay có thể di chuyển được như thế này bạn. Ở đây là phần pin và công tắc. Đó, cái cổ cũng có thể lắc lư được như thế này. Đó, rất là đẹp các bạn ơi. Một phiên bản này chơi cũng khá là hay. Là một nhân vật khác. Ok, để mình xem bạn này là bạn khủng long nào nha. Xin giới thiệu với các bạn, đây các bạn màu đỏ chót này chính là bạn Velociraptor. Wow, ở cái phiên bản này các bạn thấy rất là đẹp rồi đúng không? Wow, một bạn raptor có kích thước tương đối là lớn nha các bạn. Và cái màu sắc thì cực kỳ đẹp luôn. Wow, màu đỏ mix với màu đen các bạn ơi. Wow, và đặc biệt bạn này có hai cái bánh xe dưới chân nè các bạn, để có thể di chuyển cực kỳ nhanh, đúng với cái kích cỡ và cái tuyệt chiêu của bạn đó luôn. Chạy nhanh, thông minh và di chuyển tuyệt vời. Khủng long ba sừng xuất hiện nè các bạn ơi. Wow, đây là một phiên bản màu cam khá là đặc biệt nè các bạn. Wow, đây là 360 độ của bạn khủng long ba sừng mình mới lắp ráp lại. Wow, và bạn này màu cam khá là đặc biệt các bạn. Bạn này cái tướng đi cũng khá là nặng nề luôn. Và cái cổ nè. Hello, rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Một bạn khủng long ba sừng mới. Wow, xin giới thiệu với các bạn bạn Trouden của mình. Wow, phiên bản này khá là đẹp luôn các bạn. Wow, một phiên bản màu xanh biển này các bạn, rất là đẹp luôn. Và bạn này có thể di chuyển bằng cách như thế này, đứng xuống rất là gọn gàng luôn các bạn. Và hai bạn này có kích thước là tương đối là nhỏ nhất trong mấy cái bạn này luôn các bạn ơi. Wow, một bạn Trouden như cặp mắt rất là đáng sợ nè. Đó, bạn này Trouden mini nha các bạn. Wow, cool thật sự luôn. Mommy, 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 where are you? Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy? Hả? À, baby của tôi. Yahoo, yahoo. Wow, chạy lên đây nào, nhanh lên baby, baby lại đây nào. E elas são bem mais perigosas para os mais jovens. Hello, có gì hot không anh em? Khủng long bạo chúa tới đây, King of Dinosaur tới đây các bạn ơi. Xin chào bà mà má bà. Hello hello. Wow, baby của tôi cuối cùng đã tìm được nhau rồi. Wow, xin giới thiệu với các bạn, đây là bạn khủng long bảo chúa baby nha các bạn. Còn đây là bạn khủng long baby ba nè các bạn ơi. Đó, bạn khủng long baby khủng long con. Ok, rồi cho đứng kế bên nhau đi. Wow, tiếp theo mình có một bạn khủng long gai, đó chính là bạn Stegosaurus. Phiên bản này có bánh xe ở dưới giống như bạn Velociraptor này các bạn. Wow, đây là một phiên bản cỡ vừa nha các bạn. Wow,
Và bạn này khá là đẹp luôn và khá là lực lưỡng luôn nè, đúng không? Wow, rất là cool nhau luôn các bạn. Bọn những bộ sưu tập lắp ráp hôm nay của mình rất là đẹp. Một bạn Stegosaurus ăn cỏ nè xuất hiện. Wow, và rất là đa dạng thể loại luôn. Wow, Velociraptor xuất hiện đây. Hai baby của tôi đâu? Baby của tôi ở đâu? Wow, Velociraptor, baby ơi, xuất hiện đi. Mommy, mommy. Aha, tìm được baby rồi. Oh yeah. Woohoo. Xin giới thiệu với các bạn bộ đôi Velociraptor của mình. Wow, cũng đã tìm được nhau. Ok chưa? Wow, một cái thân hình to lớn cùng với cái dáng đi nè rất là nặng nề các bạn, cùng với cái cổ dài đặc trưng của các bạn này. Wow, không ai khác chính là bạn khủng long Brachiosaurus, một bạn khủng long cổ dài ăn cỏ với kích thước cực kỳ lớn nha các bạn. Wow, có thể nói là lớn tuyệt vời cho các bạn. Wow, đặc biệt cái cổ của bạn này rất là dài nè. Rất là đẹp các bạn, một bạn khủng long cổ dài ăn cỏ rất là đẹp cho cái bộ sưu tập khủng long lắp ráp hôm nay của OK La. Cùng nhìn lại dàn khủng long lắp ráp hôm nay của mình các bạn. Wow, rất là đẹp luôn các bạn. Ở đây chúng ta có thể thấy được rất nhiều bạn khủng long với kích thước khác nhau và cái màu sắc cũng rất là đặc biệt. Đặc biệt các bạn T-Rex của chúng ta là bạn T-Rex có pin và có thể biết đi như thế này các bạn. Wow, cool thực sự luôn. Một phiên bản lắp ráp được nâng cấp thêm với những cái bán món đồ chơi và những cái tác vụ khác nhau rất là đặc biệt trong cái video này luôn các bạn ơi. Wow, ok, nếu các bạn đang thích video này của mình hãy nhấn cho mình một subscribe nha và một subscribe để mình có thể động lực làm những video mới với những cái trò chơi vui hơn nữa các bạn. Bye bye. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Shin Dino. Ok các bạn, đây là một cái hộp khủng long mà đặc biệt cỡ lớn này các bạn ơi. Wow, siêu to khổng lồ luôn. Và được có trang bị thêm một cái khoang điện nữa. Wow. Rồi, mình sẽ cắt băng keo. Đây bạn ơi. Wow, nhìn nè bạn. Gì đây ta? Một cái thảm các bạn ơi. Một cái thảm khủng long. Wow, siêu to khổng lồ luôn. Hình như cái thảm này mình đã có một cái rồi phải bạn ơi. Đây, một cái thảm khủng long nha, Dinosaur Park này các bạn. Ok. Wow, tên 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 tên. Để các bạn nhìn xem nè. Wow, nó có rất là nhiều ngăn ở đây nè các bạn. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, 9 cái ngăn thì tương đương với lại 9 bạn khủng long các bạn ơi. Wow. Wow, mình đã lấy ra hết các bạn. Thì có một cái trứng như thế này. Cái trứng này hình như không có gì trong đây các bạn ơi. Mình lắc nó không kêu. Trứng này chắc bị hư rồi hay sao các bạn ơi. Trời ơi, lắc không kêu hết trơn vậy. Rồi, nhưng mà mình thấy có một cái vũ khí rất là hại. Đó là cái khoang điện như thế này các bạn. Hết pin, chưa có pin các bạn ơi. Rồi, còn đây là một cái khoang tay và cái thẻ bài. Thì mình sẽ mở cái này trước đi các bạn. Cái thẻ bài nó là cái gì ta? Mình thấy thẻ bài trong cái bộ này thì cũng khá là hay đó nha. Để giờ mình sẽ biết được những cái nhân vật chúng ta sẽ lắp ráp là những nhân vật nào. Ok, T-Rex. Wow, T-Rex là màu cam các bạn. Đây này, cái này xuân mẹ long là con gì vậy? Velociraptor. Rồi, nhân vật đầu tiên. Wow, các bạn màu cam này hình như là các bạn T-Rex các bạn ơi. Đúng rồi, T-Rex nha các bạn. Oh
Ok các bạn, đây là dàn nhân vật khủng long mà mình đã lắp ráp xong. Thì đầu tiên đó là bạn T-Rex của mình. Wow, một phiên bản màu cam như thế này các bạn. Cùng với cái thẻ bài của bạn ấy. Đây chính là cái thẻ bài này, Tyrannosaurus Rex. Thì ở đây có thông tin về bạn khủng long T-Rex này của mình luôn nha các bạn. Wow, vậy là bạn T-Rex sẽ đi với cái thẻ bài màu vàng này. Và bạn này, wow, lắp ráp rất là đẹp và rất là nhanh chóng luôn các bạn. Ok là nha, rồi mình để bạn T-Rex xuống nha các bạn. Đây, tiếp theo là bạn ba sừng Triceratops này của mình. Thì bạn ba sừng Triceratops rắn cũng hơi khá là mất thời gian nha các bạn. Nhưng mà rất là dễ luôn. Nó chỉ hơi bị sai sai chỗ cái phần đầu này các bạn ơi. Rồi ok là. Nhưng mà bạn ba sừng này của mình rất là đẹp các bạn ơi, nhìn xem nè. Wow, màu đỏ và màu đen mix màu rất là đẹp và rất là trong trẻo, màu sắc rất là dễ thương luôn. Và cái thẻ bài này cũng có rất là nhiều thông tin về bạn ba sừng này của mình luôn nha các bạn. Ok là nha. Một bạn khủng long bay và thông tin của bạn này. Wow, để các bạn khủng long bay thì cái đặc biệt hơn chút xíu bạn, cái chân nó có thể di chuyển như thế này, dùng để gấp con mồi mà các bạn. Bay xuống gấp con mồi lên rồi há cái miệng xuống. Wow, bạn T-Raptor này khá là dữ các bạn, và mix màu rất là đẹp các bạn, nhìn thấy nè. Wow, màu cam và màu cà phê sữa hơi nhạt một chút xíu các bạn, và mặt rất là dữ luôn. Wow, một bạn khủng long bay T-Raptor rất là dữ nha các bạn. Tiếp theo là các bạn khủng long thổi càng này các bạn, Parasaurolophus. Thì bạn này có cái thông tin như thế này các bạn. Wow, và phía sau rất là hay luôn nha các bạn. Ok là bạn là một bạn khủng long thổi càng với cái màu rất là to lớn như trên phần đầu này các bạn, và chạy rất là nhanh nha các bạn. Wow, một bạn khủng long ăn cỏ kích thước cũng tương đối là lớn nha các bạn, và thổi càng thì rất là điêu luyện luôn. Một bạn Parasaurolophus, nhân vật màu tím liệm tìm sim này, đó chính là bạn Stitchy Moloch các bạn. Bạn Stitchy Moloch thì các bạn để ý là cái cũng có cái đầu to như thế này, và có một cái màu cái sừng các bạn, như một cái sừng nhỏ như này, và một cái dãy sừng ở phía sau nha các bạn. Đó là sự khác biệt giữa các bạn Stitchy Moloch và các bạn Pachycephalosaurus. Ok la, và bạn này 360 độ rất là dữ luôn các bạn ơi, so cool cực kỳ luôn. Và nhân vật cuối cùng của mình đó chính là các bạn Velociraptor, mà cái tên tiếng Hoa nó là cái gì đó các bạn, sù mẻ lọn này các bạn. Thì đây là Velociraptor này các bạn. Đó, thông tin của bạn này khá là hay và khá là đẹp. Bạn này màu xanh lá cây nữa các bạn, rất là đẹp luôn. Wow, lắp ráp cực kỳ dễ và cực kỳ nhanh luôn. Đặc biệt cái thông tin của bạn này thì quá chuẩn xác luôn các bạn ơi. Wow, đây là cái bộ sưu tập khủng long lắp ráp phần thứ 3 trong cái series khủng long lắp ráp của mình. Và cái bộ này thì nó mắc tiền hơn một chút xíu, là nó có đầy đủ khoảng 7 nhân vật và một cái trứng như thế này. Cái trứng này thì bên trong không có gì hết trơn các bạn, một cái trứng rỗng thôi. Ok la luôn. Thì mình sẽ bỏ một trong số những các bạn nào đây, bỏ cái trứng vào đập ra bon như thế này. Hiểu vậy các bạn. Đó. Ok, cùng nhìn lại bộ sưu tập hôm nay của mình các bạn. Wow, đây là cái phần 3 trong series khủng long lắp ráp của mình, và rất là đẹp các bạn. Ở phần 3 này chúng ta có rất là nhiều nhân vật ở những cấp độ khác nhau luôn các bạn ơi. Wow, bạn khủng long ăn cỏ nè, khủng long ăn thịt, khủng long ăn cỏ, khủng long ăn thịt, khủng long ăn thịt, khủng long ăn cỏ và khủng long ăn thịt. Wow, rất là đẹp luôn các bạn, hội tụ trong một video rất là tuyệt vời. Ok, nếu các bạn thích video này của mình, hãy cho mình một like và một subscribe để mình mua những cái bộ đồ chơi khủng long mới và cùng với bạn inbox nha. Bye bye. Xin chào tất cả mọi các bạn đã quay trở lại với Sim Dino, và đây là cái bộ khủng long lắp ráp mới của mình. Đây là một phiên bản khủng long lắp ráp mà theo mình thấy khá là dễ dàng lắp ráp luôn các bạn ơi. Ok, inbox này tiếp theo, let's go. Wow, siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Rồi, đây là các bạn khủng long đầu tiên của mình, khủng long bạo chúa T-Rex này các bạn. Hey, phiên bản này người ta đã lắp ráp sẵn rồi thì mình, nó có những cái bánh xe dưới này các bạn. Có thể di chuyển được nha, một phiên bản khá nâng cấp, khá là chất lượng đó các bạn ơi. Nhìn nè. Ôi, mình cần phải siết một chút xíu lại cho bạn này có thể cứng cáp hơn nha. Rồi, đây cái chân nè. Cái chân vì nó có là bánh xe các bạn ơi, mình phải siết cho nó cứng lại nha. Đây, siêu khủng long bộ chúa của mình. Rất là đẹp các bạn ơi. Wow, phiên bản này là phiên bản nâng cấp có bánh xe này, các bạn có thể di chuyển được nè. Mình sẽ đẩy bạn này di chuyển nha. Wow,
chạy rất là nhanh luôn bạn ơi, và màu sắc cực kỳ đẹp luôn đó, với những cái mảnh lắp ghép rất là dễ dàng các bạn và rất là nhẹ nhàng để chúng ta có thể thao tác bạn này. Ồ, rất là đẹp các bạn ơi, một bạn khủng long bảo chúa siêu to. Tiếp theo là một bạn khủng long ba sừng triceratops nè các bạn. Hả? Và phiên bản này có gai trên lưng nè. Wow, khủng chưa? Ôi, sao có cái lỗ xuyên suốt nè các bạn ơi. Nó bị rớt một con ốc ra, thì mình sẽ gắn con ốc vào các bạn ơi. Để mình gắn không phải đúng cái này nha. Ôi, sai rồi. Cái này. Đã hoàn thành. Ui là la. Còn màu sắc thì khỏi phi bạn, khỏi cách chơi luôn các bạn ơi, quá đẹp. Còn lấy tay quấn luôn nè. Và xong. Một bạn khủng long ba sừng của mình màu xanh đỏ nè, màu xanh nè. Và con tu vít thì nó màu cam, rất là đẹp các bạn ơi. Bạn này có những cái gai trên lưng nè, dài tới cái đuôi luôn. Rồi, Triceratops nha các bạn. Đây là bạn Triceratops nha, mà phiên bản này là của xuất xứ ở Belarus nè các bạn. Đi bạn Policy. Triceratops ở những phiên bản khác mình sẽ có thêm bạn cổ dài nè. T-Rex, T-Rex đây. Rồi, Stegosaurus và wow, tiếp theo là cái túi khủng long này. Ta-da, cũng là một phiên bản lắp ráp nữa các bạn ơi. Nhưng mà ở phiên bản này cho các bạn thấy sơ nè, Dilophone nè, Styroco nè, T-Rex nè, Triceratops nè. Đó, có 4 bạn nha các bạn. Vậy mình sẽ lấy 4 bạn này ra luôn. Nhân vật đầu tiên của mình, wow, khá là cứng cáp và chất lượng luôn các bạn ơi. Dilophosaurus màu đỏ nè, có khớp miệng thả ra vô được nè. Wow, đúng là phiên bản nâng cấp mà xịn sò. Có cái màu sắc thì không phải chơi được luôn các bạn ơi. Một bạn khủng long Dilophosaurus bắt đầu đập nè. Trời, có cái lợi bắt đầu đập luôn kìa. Oh no. Wow, so cool thực sự. Hai cái chân nè. Oh la la. Oh, quá đẹp luôn các bạn ơi, không có bánh xe nha. Nhưng mà phiên bản này có khớp, cái đầu có thể di chuyển được luôn nè. Wow, xịn thực sự luôn. Dilophosaurus, một phiên bản khủng long lắp ghép mới, màu sắc cực kỳ đẹp, chất lượng thôi rồi luôn bạn ơi, khá cứng cáp. Đây là cách lắp ráp của mấy cái bạn khủng long của chúng ta nè các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn. Đó, Dilophosaurus nè. Đó, tổng cộng mình có 4 bạn khủng long khác nhau nha các bạn. Đó, bạn Dinosaur World. Ok, và đây là bạn Styrocosaurus. Styrocosaurus nha các bạn, mấy cái chân có thể nè. Đó, bẻ xuống được nè. Rất là xịn luôn, cái đuôi có thể gật lên gật xuống nè. Sừng, bạn này khá là nhiều sừng luôn nè. Đó, nó tổng cộng 9 cái sừng lớn. Wow, khủng khiếp thực sự. Styrocosaurus bạn ơi, phiên bản này màu sắc khá là đẹp luôn và chất lượng cực kỳ luôn bạn ơi. Rất giống bản đất luôn. Wow, và đẹp, thực sự là đẹp. Cái phiên bản này mình đánh giá rất là cao nha các bạn. Đó, Styrocosaurus. Wow, tiếp theo là T-Rex các bạn ơi. Wow, một bạn T-Rex, Tyrannosaurus Rex. Phiên bản lắp ráp chân nè, khớp chân và khớp tay rất là ok luôn. Và khớp đuôi, đồng thời khớp miệng, khớp đầu. Đó, rất là xịn các bạn ơi. Trời ơi, bạn này nhìn kìa. Siêu dữ tợn luôn. So với các bạn khủng long T-Rex màu cam ở phía đằng này thì bạn T-Rex của màu xanh của chúng ta rất là dữ luôn các bạn ơi. Wow, u la la nè. Đó, phiên bản này màu sắc khá là đẹp đúng không bạn? Rất là wow, một bạn khủng long ba sừng thật sự nè các bạn ơi. Triceratops phiên bản này. Wow, rất là đẹp. Wow, xịn cực kỳ luôn các bạn ơi. Phiên bản này khá là cứng cáp và được ráp ráp sẵn rồi. Chúng ta chỉ cần lấy ra, nhập vai và chiến đấu thôi. Wow, Triceratops phiên bản này. Đây, lõ khuyết đi kèm nha các bạn. Rất là đẹp các bạn, không phải khủng long ba sừng khác nữa. Wow, đánh nhau với lại Styrocosaurus, ai là người mạnh hơn? Ai là người mạnh hơn? Wow. Wow, hãy nhìn lại về nhân vật của mình nè các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Một bạn khủng long đột biến nè. Mà trong giấy thì ghi là Triceratops đó các bạn. Stegosaurus. Wow. Còn đây là bạn T-Rex. Wow, siêu to khổng lồ. Còn bạn này là bạn Styrocosaurus. Một bạn T-Rex khác nữa. Rất là đẹp. Bạn này là bạn Dilophosaurus. Và bạn này là bạn Triceratops. Đây là bộ tổng cộng 6 nhân vật của mình. Rất là đẹp. Và phiên bản lắp ráp. Mà mình không phải lắp ráp sẵn, mà mình chỉ cần mở ra và unbox chơi thôi các bạn ơi. Wow, rất là đẹp đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể gỡ ra và lắp ráp lại theo ý thích của mình bằng cách cho mấy bạn này giao phối tạo ra những bạn khủng long đột biến chẳng hạn. Ok là hãy cho mình một like và một subscribe nha các bạn.
Nào bạn, khủng long của mình lẹ lưỡi ra kìa. Yeah. Ta-da. Ooh la la. Ooh la la. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Shin Dino. Và đây là cái bộ sưu tập khủng long mới của mình. Inbox ngay lập tức nè các bạn. Rồi, cái hộp đầu tiên của mình nó màu xanh như thế này các bạn. Trong cái túi này mình thấy có ốc vít rồi các thứ rồi các bạn. Để mình sắp xếp cho các bạn xem nha. Đây các bạn, đây chính là cái cục đất sét nè. Chưa? Rồi mình sẽ bỏ vào trong đây cho các bạn xem nha. Đây các bạn, nhét cái đuôi nó ra nè. Ở trên này nó có một cái lỗ nè các bạn. Đó, mình sẽ nhét đất sét vào đây nha. Mình thử nhét vào thử có xem như thế nào nha các bạn. Nhét chưa? Dò cho nó nhỏ nhỏ lại các bạn, vừa cái lỗ nha. Rồi nhét vô. Nhét gì nửa cục thôi bạn ơi, đừng nhét nhiều quá, nhét nhiều quá nó dướng á. Ok la. Rồi bạn, vô nè. Thôi, xử. Nè bạn, khủng long mình lẹ lưỡi ra kìa. Khủng long lẹ lưỡi ra. À, cái lưỡi nó lòi ra các bạn. Đó. Khá miệng ra coi. Đó, thấy chưa bạn, mình bỏ cục đất sét màu đỏ vào nè thì các bạn cũng lâu chúng ta lè lưỡi ra cái lưỡi màu đỏ luôn, thấy chưa, để xịn chưa. Đó, đây là cái phiên bản này nó chơi vậy các bạn. Chưa, cực kỳ đẹp nha các bạn. Wow. Đây các bạn, đây là một phiên bản khủng long ba sừng khác của mình nè các bạn. Đó, bản này màu vàng rất là đẹp các bạn. Rồi, cái bản này thì mình cũng bỏ đất sét vào luôn các bạn. Thì đất sét mình sẽ có thể in ra hình một bạn khủng long ba sừng ở đây. Và ở đây mình có thể làm cho bạn này một tóc, một lông và các thứ này các bạn. Đó, ở trên đầu nữa nè các bạn. Đó, trên đầu cũng có thể nha. Rồi mình sẽ thử nha các bạn. Đây là cục đất sét màu đỏ của mình. Thì mình sẽ thử cho bạn này làm cái mặt ba sừng nha, cho bạn khủng long con nha các bạn. Đây các bạn, rồi mình thử ấn một cái nha. Ê, bên này còn một miếng nữa nè các bạn, hai miếng luôn. Ô, vậy là mình có thể làm một lúc hai bạn cũng long con nha các bạn. Hả? Để. Hả? Đúng. Áp. 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 Rồi. Ta-da. À hả? Và đây là kết quả. Một bạn cũng long con trong một quả trứng các bạn ơi, nó kiểu như một quả trứng nha. Ta-da. Rồi vậy là mình có hai bạn rồi nha. Tiếp tục mình sẽ cho bạn này lên cái phần tóc cho này các bạn. Một lông ra nha. Một lông tóc ra. Rồi. Cũng khá là đơn giản các bạn, mình cho nó lên lưng nè. Rồi mình đo cái phần này các bạn. Rồi, ok. 1 2 3 vô nè. Đẹp chưa các bạn? Oh, yes. Rồi, đây là bạn ba sừng với hai bạn khủng long con nè. Thầm, thầm, thầm. Hello các bạn, đây là bạn khủng long cổ dài của mình. Một nhân vật tiếp theo, bạn này có thể há miệng như thế này bạn. Đây, ta là. Đây là một bạn khủng long Brachiosaurus nha các bạn. Cổ dài rất là dài luôn. Đó. Cái lưng bạn này cũng có thể gỡ lên giống gì. Xịn chưa các bạn. Đó, đây là bạn khủng long cổ dài của mình. Đây là bạn ba sừng, à, đây là bạn bảo chúa, bạn ba sừng và bạn cổ dài nè các bạn. Đó. Thì bạn cổ dài đặc biệt hơn một chút xíu là trên đầu bạn này có thể mọc tóc được các bạn ơi. Oh no. Để thử xem bạn này có mọc tóc nha, màu gì nha các bạn. Đây. Mình thử bỏ đất sét vào trong đây nha. Rồi đây, đất sét của mình là màu xanh biển các bạn ơi. Mọc tóc nha. 1 2 3. Ta-da. U la la. Một bạn cũng lâu cổ vàng nhưng bạn mọc tóc các bạn ơi. Oh no. Yeah. Thấy mái tóc của mình có đẹp không các bạn? Là lá.
Cũng lâu cổ dạng bọc tóc. Rồi, tiếp theo của mình là một bạn Pteranodon các bạn. Thì bạn này có khả năng bay lượn nha các bạn. Bạn này khá là đặc biệt luôn nè. Thì mình có thể gỡ cái miệng bạn này lại như thế này. Rồi, mà lát nữa mình sẽ cho bạn này thấy khả năng của các bạn ấy. Ok la, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đất sét nha các bạn. Thì mình lấy cục đất sét này lúc nãy đây. Đây. Rồi, mình dò lại các bạn. Ok la, rồi mình sẽ bỏ đất sét vào trong này. Rồi, vô. Vô anh ơi, vô. Vô nha các bạn, cho đất sét vô nha, cẩn thận nha. Xay ra nữa bạn, nếu mà hết chỗ mình xay ra nữa nha. Đến khi nào mà nhét hết được đất sét vô thì thôi bạn. Ok la, và hãy xem kết quả đây các bạn. Đây, kết quả. Rồi, không có tác gì chứ nha. Để mở ra thử các bạn. Kết quả là đây các bạn, mình thấy có một rất là nhiều những cái món đồ ăn ở trong này nè. Mình sẽ mở ra thử các bạn. Đây. À, đây, đây là những cái món mì sợi rất là chất lượng nha các bạn. Mà lúc nãy là mình đã quên gửi cái mỏ này ra nha. Nhưng không sao cả, đây mình cho thấy các bạn thấy là đó, đây là những cái sợi mì rất là chất lượng nè các bạn. Đó, sợi mì, sợi mì giống sợi tóc của bạn cũng lông cổ dài quá ha. Ok la, rồi mình gắn lại thử các bạn, mình cho thêm lần nữa coi. Hết rồi, hết đất sét rồi bạn ơi, hết rồi. Rồi gắn cái mỏ lại. Xong. Vậy là chúng ta đã có được những cái món mì rất là yêu thích ở đây. Rồi các bạn, ngoài ra mình còn có thêm những cái khu khác ở đây. Đây, cái khu, những cái khu này là những cái bạn khủng long con nha các bạn. Đây, mình có thể làm thành một bạn khủng long con như thế này. Đó, kìa chưa, bỏ đất sét vào đây. Sau đó ép lại thì ra một bạn khủng long con. Đó, đây là bạn khủng long baby nè. Sau đó thêm một bạn khủng long baby khác nữa các bạn. Đó, chưa. Rồi nằm xuống luôn các bạn, tiếp tục nè. Ra solo phật luôn nè. Kìa chưa, có cả khu của Stegosaurus luôn nè các bạn. Chưa, và đây là quả trứng. À, cuối cùng là T-Rex. Ôi, hơi xéo nha anh ơi. Rồi đó, chưa, đủ bộ luôn các bạn ơi. Rồi đó, các bạn cùng nhìn lại cái bộ sưu tập 4 bạn khủng long lắp ráp mà có thể tạo ra đất sét như thế này các bạn. Rất là đẹp và rất là hay luôn. 2 trong 1 nha các bạn. Đó, đây là bạn bảo chúa, bạn ba sừng, bạn cổ dài nè các bạn. Đó, và bạn khủng long bay của mình, Sheridan. Đó, rất là đẹp đúng không các bạn. Đặc biệt các bạn cổ dài của mình có thể một tóc dài ra như thế này. Và bạn nè, trời sao tóc có thể là một lông ở trên lưng. Và bạn tia có thể lè cái lửa màu đỏ lát ra. Đó, bạn này có thể tạo ra những món mì yêu thích. Đây là các bạn. Ok là, nếu thích video này của mình hãy cho mình một like và một subscribe. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo với những món đồ chơi hay hơn nữa nha các bạn. Bye bye. Wow. Hello mấy bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sindino. Và lần này nó là một cái quả trứng khủng long. Bên trong nó có chứa những cái nhân vật rất là nhiều màu sắc như thế này các bạn ơi. Ok la, inbox với mình ngay lập tức nào. Bây giờ mình sẽ mở cái quả trứng này ra. Cũng là một cái trứng khủng long thôi mấy bạn ơi, nhưng mà nó lạ lắm nha. Bên trong nè, mình thấy có rất nhiều con khủng long mà kiểu dạng lắp ráp nè mấy bạn. Ồ, mấy cái dòng khủng long lắp ráp thì mình đã chơi khá là nhiều rồi, nhưng mà cái phiên bản màu sắc này không biết mấy bạn coi chưa ta. Ok, bây giờ để mình lấy ra cho mấy bạn xem. Ôi ơi, còn nhiều lắm nè, chắc cũng phải 1, 2, 3, 4, 5. Đây 5 bạn rồi. Bên trong còn có thêm những nhân vật khác nữa. Rồi, lấy hết luôn các bạn. Rồi, xong. Rồi, bên dưới đây nó có cái gì đây? Ủa, sao cái trứng này bị bể ra rồi? Bên trong không thấy con khủng long nào hết trơn á, trời vậy? Oh no! Từ một cái quả trứng, bên trong lại có thêm một cái quả trứng nữa. Trời ơi, tin được không vậy? Trời ơi, ok. Đây là những cái quả trứng nhỏ nha bạn. Mấy bạn khủng long nhỏ nhỏ chắc bị mấy bạn khủng long robot này ăn thịt hết trơn. Sao ta? Không thấy đâu hết luôn nè. Còn đây một cái quả trứng là bị nở ra rồi. Một con khủng long nó chắc nó chạy đi mất rồi đó. Rồi, vậy là chúng ta chỉ có những cái bạn khủng long lắp ráp ở đây thôi mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nhận cái cây này lên. Rồi thêm một kích cái cây để cho mấy bạn này ăn. Ủa, mà có giữa sao sai ta? Kiểu như khủng long robot thì đâu có ăn cây cỏ được đúng không? Chắc mình để trang trí thôi. Rồi, ok, mình để sang bên luôn. Rồi, còn đây là cái gì? Oh, đây là một cây cái đao hả? Một cây đao mấy bạn ơi. Rồi đây là một cây gươm rất là to. Rồi, còn đây là những cái con ốc vít, cái đồ vặn, cái tu vít á. Rồi, xong. Và những con ốc ở đây. Ở đây là một cái tảng đá để cho mình đặt một cái cây lên. Thì mình sẽ đặt cái cây này lên nha. À, vậy nè.
Đó, cũng khá là đẹp. Rồi, tới đến là mấy bạn khủng long robot ở phần này. Thì chúng ta sẽ xem là mấy bạn khủng long robot này sẽ là mấy bạn khủng long gì nha. Theo cách lắp đặt và cách bố trí bài bản. Ủa, sao các bạn này mất hai cái tay rồi? À, không phải mất tay đó bạn ơi, mà đây là bạn khủng long mà kiểu Trident mấy bạn ơi. Robot mà có cánh á, thì cái cánh nó sẽ là vậy nè. Đó, bay lên vậy nè. Chứ khủng long Trident làm gì có tay. Ok, cái tay nó là cái cánh luôn nha mấy bạn. Rồi, Trident. Rồi, rất là đẹp nha bạn. Rồi, ở đây người ta đã lắp ráp sẵn rồi nè. Ok, rồi, bay thử coi. Wow, cũng rất là xịn nha bạn. Và bay cũng khá là ok. Mình đã thử dặn mấy con ốc này lại coi nó có bị lỏng lẻo không nha. Ồ, đây người ta đã dặn sẵn rồi. Ok, cũng khá là được nha. Rồi, bóc dáng của bạn này thì cũng khá là tương đối là nhỏ nhắn thôi, nhưng mà cầm trên tay cũng khá là vừa tay. Mấy bạn thích có thể mua về để test thử bạn này coi. Nhưng mà mình thấy màu sắc khá là đẹp nè. Rồi, để sang bên để có đứng lên sao. Ồ, đứng rất là ok luôn nè. Không bao giờ lo bị té ngã luôn nha. Trời ơi, Trident. Tiếp theo của mình là một bạn khủng long Triceratops, bạn khủng long bá sừng. Wow. Về kích cỡ bạn này thì cũng tương đương với bạn Trident, cái cổ nó hơi lỏng lẻo một chút xíu. Có lẽ là người ta đã gắn lắp láp như thế này đó bạn, để cho cái cổ của bạn này có thể up lên nè. Kiểu hất con mồi lên, hất đối thủ lên đó, kiểu vậy. Yeah, cũng khá là được đó nha. Đây là bạn Pteranodon. Rồi, ủa lộc, đây là bạn Triceratops mà. Xin lỗi các bạn. Rồi mình sẽ dặn cái ốc cho nó cứng lại nha, để cái cổ bạn này không phải lắc lư nữa nha. Rồi, ok, rồi xong. Đây, cho bạn đứng xuống bốn chân rồi. Wow, Triceratops này cũng khá là ổn áp đấy các bạn. Tiếp theo là một bạn khủng long T-Rex các bạn ơi. Wow, T-Rex thực sự luôn nè, nhìn nè. Mà phía biển này nó cũng khá là dữ tợn nè. Wow, cắn cũng rất là đau quá các bạn. Wow, đây là T-Rex nha, mà phiên bản robot mấy bạn. Màu của bạn này là màu xanh nè, là màu xanh lá cây nha, sau màu xanh dương, màu vàng, và cuối cùng là màu xanh lá cây và một ít màu xám đất ở đây. Ok, kích thước của bạn này cũng khá là ổn áp nè, để mình đứng xuống thử coi. Đứng cao hơn bạn Triceratops nha. Còn lại là một bạn khủng long chỉ có hai cái sừng thôi mấy bạn ơi. Bạn này có phải là bạn Rhinoceratops không ta? Ok, bạn nào biết để lại bình luận cho mình biết nha. Nhưng mà mình thấy cái màu sắc của các bạn này khá là đẹp nè. Vì bạn này có rất là nhiều màu luôn. Màu xanh nè, màu cam, màu vàng và màu đen nữa. Trời ơi, những cái màu sắc đa phần là nổi trội thôi mấy bạn ơi. Bạn này đứng trong bóng đêm thì chắc là phát sáng dữ lắm đây là. Đúng không ta? Không biết nữa. Nhưng mà mình để cái sắp đây bạn này thử coi. Wow, cũng là một bạn khủng long trong dòng Ceratops nha mấy bạn. Ceratopsian. Ok, và cuối cùng của mình thêm một bạn Giganotosaurus nữa. Wow, vậy là mình sẽ có ba bạn khủng long ăn thịt, một bạn bay trên bầu trời và hai bạn chạy dưới đất nha mấy bạn. Đây là Giga, còn đây là T-Rex. Đó, vậy là bộ năm nhân vật khủng long robot lắp ráp này của mình đã xếp hàng sẵn sàng. Giganotosaurus nha. Đây chính là năm bạn khủng long lắp ráp biến hình nè mấy bạn. Từ quả trứng nha, sinh ra từ quả trứng siêu to khổng lồ ở lần này. Đó, đây là năm nhân vật khủng long rất là độc đáo và khá là nhiều màu sắc luôn nha. Mình đã sử dụng cái tua vít đó bạn để lắp ráp mấy bạn này lại, mà theo lúc mà mình mua rồi á thì người ta đã lắp ráp sẵn rồi, mình không cần phải lắp ráp nữa nha. Ok, mình sẽ sử dụng cái tua vít để siết cho nó chặt lại thôi. Rồi, nó có thêm hai cái quả trứng. Tự nhiên cái quả trứng này thì bên trong nó là có quả trứng nhỏ nữa. Ô là lạ lùng thật sự luôn. Ok, nhưng mà mình thấy năm bạn khủng long này cũng khá là đẹp nha. Rồi, ok, bạn thích nhân vật nào nhất trong năm bạn khủng long này, hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Và theo mấy bạn thì năm bạn khủng long này có thể hợp thể thành một chiến binh robot không ta? Mình có thể nghi ngờ về vấn đề đó nha. Ok, bạn nào biết cũng để lại bình luận cho mình biết luôn nha. Nhưng đừng quên nhấn like và subscribe kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.